Sáng nay, Giám đốc Sở Y tế An Giang Trần Quang Hiền cho biết đã ký thông báo số 592 trên TBSIT cập nhật cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Căn cứ kết quả đánh giá cấp độ dịch COVID-19 của các địa phương, cấp độ dịch của tỉnh tiếp tục giữ vững cấp độ 1, nguy cơ thấp, bình thường mới, tương ứng với màu xanh từ trước Tết Nguyên đán năm 2022 đến nay. 11 trên 11 quyện, thị xã, thành phố trong tỉnh đạt cấp độ 1, nguy cơ thấp, bình thường mới. Cấp xã cấp độ 1 có 155 đơn vị, cấp độ 2 có 1 đơn vị, thị trấn Chợ Mới, không có đơn vị cấp độ 3 và cấp độ 4.